Ngày 30 tháng 6 năm 2018, tại cầu trường Kazan nước Nga đã chứng kiến một màn thư hùng kinh điển bậc nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup. Nhờ đến kim á quân Argentina đã chịu thất bại cay đắng 4-3 trước tuyển Pháp ở vòng 16 đội. Ngày hôm đó, bên cạnh nỗi buồn vô tận của huyền thoại sống Lionel Messi, còn là sự trình làng của tên tuổi lớn của sân chơi thế giới, Kylian Mbappe, 19 tuổi, hủy diệt toàn bộ hàng thủ Tango bằng sức mạnh tuổi trẻ với cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp. Người ta nói rằng đó là trận đấu dệt nên sợi dây liên kết số phận giữa Leo và Kylian, rằng màn đối đầu giữa hai thiên tài này sẽ tạo ra dấu ấn thời đại cho bóng đá thế giới. Thật vậy, 4 năm sau, họ lại sắp sửa gặp nhau trong trận đại chiến, thậm chí còn dự báo khốc liệt hơn rất nhiều mà so tài trên xứ sở Bạch Dương. Đó là trận chung kết World Cup 2022. Một trận chung kết không chỉ dành riêng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, mà còn dành cho cả kỷ nguyên của bóng đá thế giới đương đại. Lusa Iconic ngày 18 tháng 12 sắp tới sẽ chào đón một cuộc đối đầu thượng đỉnh cũng như quan trọng bậc nhất sự nghiệp của riêng cá nhân Lionel Messi và Kylian Mbappe. Vì sao ư? Đối với Leo, anh sẽ trở thành huyền thoại toàn diện hàng đầu lịch sử nếu nâng cao được cúp vàng danh giá. Trong khi Mbappe, tuổi 23 của một thiên tài, sẽ tiếp tục được viết nên giấc mơ trở thành cầu thủ vĩ đại bằng danh hiệu World Cup thứ hai liên tiếp, một điều không tưởng ở thế giới bóng đá hiện đại. Khoảnh khắc Messi và Mbappe bước ra đường hầm sân vận động với vị trí song song cùng bục đặt cúp vàng sẽ là biểu tượng cho sự giao thời của lịch sử bóng đá. Người ta từng cho rằng kỷ nguyên của Ronaldo và Messi đã khép lại từ lâu, nhưng có lẽ với những gì bùng nổ nhất mà Leo đã thể hiện tại Qatar năm nay, thì diễn biến kịch tính của truyền kỳ Rossi chỉ có thể kết thúc sau trận chung kết cuộc đời của Leo. Năm 2006, Mbappe khi ấy mới chỉ là cậu nhóc chưa đầy 8 tuổi, thì Messi đã đón nhận trái đắng đầu đời tại World Cup sau thất bại trước người Đức tại tứ kết. Đúng 16 năm sau, thời Mbappe trở thành siêu sao, thì Messi vẫn ở đó đấu tranh cho tổ quốc và sự nghiệp. Mbappe chính là hiện thân của bóng đá thời đại mới, với nhiệt huyết và cái tôi lớn của tuổi trẻ. Anh sẽ là dấu gạch nối hoàn hảo nhất với di sản mà Messi và Ronaldo để lại. Lúc này CR7 đã chìm vào ánh hoàng hôn đời cầu thủ. Chỉ còn Leo sừng sững đứng đó, thách thức một trong những vị vua của tương lai. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn ngày hạ màn World Cup năm nay sẽ là đêm đáng nhớ bậc nhất của nền bóng đá đương đại. Messi hay Mbappe vô địch đều có ý nghĩa riêng của nó, và nó cũng mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc tuyệt vời nhất mà môn thể thao vua có thể mang lại. Cả Messi và Mbappe ở thời điểm này là hai nhân vật đầu tàu tại Argentina và Pháp. Màn trình diễn mà họ thể hiện trong trận chung kết sẽ quyết định thành bại của cả một dân tộc. Sẽ là cuộc so tài thú vị giữa hai cầu thủ hàng đầu tại PSG. Họ có thể xem là anh em tại Paris, nhưng trở thành địch thủ số 1 khi mang vác trên vai nghĩa vụ quê hương. Chưa kể, họ còn đã, đang chạy đua cho danh hiệu chiếc giày vàng khi đã có cùng 5 bàn thắng. Trước mặt Messi và Mbappe đều là hai hàng thủ được tổ chức tốt hàng đầu tại World Cup năm nay. Nhưng đối với phẩm chất thiên tài để ca tụng nơi họ, mọi ý đồ chiến thuật và chất lượng nhân sự đôi khi chỉ mang tính tương đối. Khi họ đã bước vào một trận đấu mang tính chất sinh tử như chung kết World Cup, thì những khoảnh khắc bùng nổ mới là yếu tố quyết định. Nên nhớ cả Messi và Mbappe trên hạng hành trình Qatar 2022 không dưới một lần làm nên các pha bóng cứu rỗi như vậy. Hãy nói về sự nguy hiểm của Messi và Mbappe trong trận chung kết lịch sử sắp tới. Messi đang tái hiện hoàn chỉnh phiên bản Diego Maradona ở World Cup 1986. Với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 6 trận kể từ đầu giải, không ai có màn trình diễn cá nhân nổi bật tại World Cup 2022 hơn Leo. Ở mặt trận phòng ngự sắp tới của mình, Didier Deschamps và ban huấn luyện Les Bleus sẽ phải mổ xẻ lại những đoạn băng ghi hình Leo suốt từ đầu giải đến giờ để tìm ra phương án khắc chế Nkunga, điều mà vẫn chưa có bất kỳ đội tuyển nào ở World Cup năm nay làm được. Pháp chắc chắn sẽ không để Messi có nhiều khoảng trống để tận dụng khả năng dứt điểm toàn diện của Leo. Có lẽ Les Bleus với thực lực của mình đủ điều kiện để làm điều đó. Tuy nhiên ở World Cup 2022, Leo đâu chỉ có những bàn thắng kết liễu đối thủ, giới một điều còn phải nhắc nhiều về khâu kiến tạo xuất chúng của bọ chét huyền tử. Mà khi đã nói về việc dọn cỗ thì rất khó đoán định từ trước. Có thể là chọc khe, truyền dài vượt tuyến hay trao bổng. Ngặt nỗi Messi để làm tốt cả. Cho nên nó thực sự là mối đe dọa lớn nhất mà Pháp phải đối diện trước cái chân trái ma thuật của Leo. Những đường kiến tạo Leo thực hiện trước hàng thủ Hà Lan hay Croatia vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Nathan Ake bị Messi sâu kim trong đường kiến tạo xé toang hàng thủ Hà Lan ở tứ kết. Vadion chạy theo sau thủ quân Argentina như kẻ học Việt ở bàn thắng thứ 3. Ake hay Vadion đều là những trung vệ chơi tốt bậc nhất tại World Cup năm nay. Nhưng Messi thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Ở thời kỳ đỉnh cao của người Hà Lan, không bay Dennis Bergkamp, người ta từng nhận xét rằng bạn đừng bao giờ tự tin hàng thủ mình không có lỗ hổng cho đến khi phải đối diện với Bergkamp.
Câu nói này xứng đáng dành cho Leo thời điểm hiện tại. Và lẽ dĩ nhiên Pháp cũng phải thực sự thận trọng với chiếc radar đánh hơi cơ hội siêu hạng từ bọn Czech Quyền Tử. Qatar 2022 là giải đấu của Leo, nơi anh thể hiện hết tài năng và cả những khía cạnh ít khi bộc lộ cho cá tính. Messi bảo huấn luyện viên Luis Van Gaal nói quá nhiều, chế nhạo đồng nghiệp Hugh Westhorst. Nhìn cái gì thằng này, biến đi, ngay trên sóng truyền hình. Messi không còn là một cầu thủ bị chê yếu đuối hay né tránh những cuộc xung đột trên sân như nhiều năm trước. World Cup 2022 chứng kiến một phiên bản Messi đậm chất Argentina nhất trong sự nghiệp. Đó là sự pha trộn giữa thiên tài và cá tính mạnh mẽ, cũng như một chút cánh ngông. Điều đó khiến Messi rất giống với cậu bé vàng Diego Maradona, huyền thoại trong quá khứ. Trả lời phỏng vấn với tờ TYC Sport, Messi cho biết: "Trận chung kết tới đây sẽ là trận đấu kết thúc sự nghiệp của tôi ở World Cup. Mọi thứ tôi trải nghiệm ở World Cup lần này đều vô cùng thú vị. Những gì mọi người đã trải qua đều rất tuyệt vời. Kết thúc theo cách này là cách tốt nhất." Nhưng với Messi, và chung kết vẫn chưa đủ, mà mục tiêu lớn nhất trong đời anh vẫn là chức vô địch thế giới. "Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là chức vô địch. Chúng tôi chỉ còn cách vinh quang một bước nữa thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng." Từ những gì mà Messi thể hiện về mặt chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu, có thể nói Pháp sẽ đối diện với thách thức lớn nhất kể từ đầu giải. Một thiên tài hừng hực tinh thần chiến đấu như thể không có gì để mất. Nếu Argentina có Messi, Pháp có Mbappe. Ở khía cạnh nào đó, tuy màn trình diễn và khả năng gánh team của Mbappe chưa thể bằng Leo ở Qatar năm nay, thế nhưng tầm vóc và độ nguy hiểm hiện hữu ở siêu sao sinh năm 1998 là điều không phải bàn cãi. Tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và cả kỹ năng dứt điểm sắc bén, hàng thủ tango ở chung kết sẽ phải cực kỳ tập trung cho những cơn bão mà Kylian tạo ra, đặc biệt là ở khả năng phản công cực kỳ lợi hại từ Pháp. Với những cú nước rút thần thánh của Mbappe mà không có bất cứ chân chạy cánh ở Abicilete có thể đuổi kịp. Ước tính tốc độ cho các tình huống bứt tốc của Kylian có thể lên đến 36 km/h. Bên cạnh đó, một điểm khác để nói về Mbappe tại Qatar là anh tập trung vào màn thể hiện trên sân và tránh tiếp xúc với truyền thông, thậm chí né việc bắt buộc xuất hiện trong họp báo khi giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Một khi Mbappe dùng hết tâm sức vào bóng đá, anh thực sự trở thành phiên bản đáng sợ đối với bất kỳ hàng thủ nào. Mà lẽ dĩ nhiên tango cũng không phải ngoại lệ. So với chất lượng đồng đội, Mbappe có phần nhỉnh hơn người đàn anh Messi. Bởi lẽ Argentina năm nay thực sự không có quá nhiều vệ tinh chất lượng để thay Messi tỏa sáng. Julian Alvarez có chăng chỉ là trường hợp cá biệt, trong khi Kylian Mbappe lại sở hữu sự hỗ trợ từ bộ khung rất mạnh và có chiều sâu khủng được The Champ xây dựng. Lloris từng nói rằng: "Chúng tôi có những cầu thủ tốt, nhưng Kylian ở một đẳng cấp riêng." Như lời thủ quân tuyển Pháp, Les Bleus vận hành xoay quanh Mbappe, lấy anh ấy làm trung tâm cho lối chơi. Và rõ ràng là Kylian cảm thấy thoải mái và chơi bùng nổ hơn trong vai trò vedette tại tuyển Pháp, khác với việc phải san sẻ đất diễn cho Neymar và Messi khi khoác áo PSG. Nhìn chung, việc bố trí nhiều quân số để theo kèm Messi và Kylian là điều cả Pháp và Argentina bắt buộc phải làm ở trận chung kết. Hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp cả hai không có nhiều đất dựng võ, nhưng đó cũng là lúc mà những phương án đạt phong độ cao như là Julian Alvarez của Tango hay là Giroud của Les Bleus lên tiếng định đoạt số phận. Liệu Messi có thể vươn lên vị thế của Maradona trong lòng người dân Argentina, hay Mbappe sẽ tiếp tục đi trên con đường của vua bóng đá Pele khi hoàn thành 2 trong kỷ lục 3 lần vô địch World Cup? Tất cả sẽ có câu trả lời vào 22 giờ ngày 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam trong một trận chung kết sử thi thực sự.